Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 25 cái token Dogen. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, sau đó mọi người follow Twitter. Ok, quay trở lại bot. Tiếp tục join vào Discord. Rồi, mọi người sẽ chọn một trong những cái này để xác minh nhé. Tích và dấu tích này. Ok, sau đó kéo sang phải. Còn gì nữa không? Quy tắc này. Mọi người cứ tích vào những cái dấu này cho mình. Rồi. Tiếp tục kéo sang phải. Mọi người bấm chọn tiếp vào Verify này cho mình. Rồi, chọn dấu tia chớp. Set. Like. Ok, quay trở lại bot này. Mọi người join vào Facebook. Bấm chọn like. Rồi, quay trở lại bot. Join tiếp vào kênh YouTube. Rồi, mọi người sẽ chọn đăng ký ở đây cho mình. Và quay trở về. Tiếp theo, mọi người sẽ retweet lại cái bài đăng ở trong kênh liên kết của nó nhé. Bấm vào tweet này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ chọn like này. Sau đó bấm chọn trích dẫn. Mọi người trích dẫn luôn cái username của nó. Ok, quay trở lại bot. Tiếp theo, join tiếp vào hai kênh liên kết của Telegram và của YouTube. Sau đó thì mọi người sẽ join vào group Telegram chính thức của nó nhé. Rồi, quay trở lại, bấm chọn check. Còn nhiệm vụ nào nữa chưa hoàn thành đây? Rồi, xong. Rồi, ok, sau khi bấm vào submit thì mọi người chờ thêm một lúc. Rồi, chọn Join Airdrop. Chọn Submit. Chọn Don. Và gửi profiling của Twitter này. Rồi, tiếp theo mọi người gửi username của Discord. Tiếp tục gửi profiling của Facebook. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm vào kênh mục YouTube này nhé. Để xem đăng ký kênh YouTube chưa đã. Mọi người quay trở lại bot cho mình này. Mọi người tiếp tục bấm vào YouTube này để chia sẻ cái video gần nhất. Rồi, sau đó bấm chọn vào video này. Mọi người sẽ mở cái video này ra. Chọn like này. Chọn like này, sau đó chia sẻ này. Rồi, mọi người chia sẻ lên Twitter cho mình. Chọn đăng tweet, sau đó quay trở lại trang chủ của YouTube. Mọi người sẽ bấm vào avatar để copy profiling của kênh YouTube nhé. Chọn kênh. Rồi, sau đó thì sẽ copy cái profiling. Quay trở về bot. Mọi người nhập vào. Rồi, tiếp theo gửi địa chỉ ví PEP20. Rồi, chọn Don. Và sau đó gửi cho nó cái đường link retweet bài đăng nhé. Mọi người quay trở lại Twitter cho mình.
Hình như là chưa có retweet. Mọi người bấm vào tweet cái bài đăng này cho mình này. À tweet rồi. Mọi người sẽ chọn đây để copy này. Rồi quay trở lại. Rồi sau đó bấm chọn vào balance kiểm tra số dư. Số dư của mọi người sẽ là 25 cái token Doran này. Và cái airdrop này nó sẽ dành cho 1.200 người chiến thắng nhé. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.